Chương Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, đầu tiên hết là tin Phần Lan có thể gia nhập liên minh NATO một cách nhanh chóng mà không cần một cuộc trưng cầu dân ý. Việc Nga xâm lấn Ukraine đã mở ra cặp mắt của phía Phần Lan và thúc giục quốc gia này cần phải cho tham gia vào liên minh NATO một cách nhanh chóng trong mùa xuân năm nay mà không cần một cuộc trưng cầu dân ý đó là lời phát biểu của thủ tướng của Phần Lan là bà Sanna Marin đã đưa ra ngày thứ bảy Nga không phải là một à, à, láng giềng mà chúng tôi đã từng nghĩ bà Marin đã nói với lại à, cái đảng à, dân chủ xã hội ở tại Helsinki và trong đó phía Phần Lan cho biết rằng là đang thúc giục Phần Lan quyết định là tìm kiếm và vai trò làm thành viên của NATO một cách nhanh chóng trong mùa xuân năm nay và nếu như tổng à, à tổng thống hoặc tôi à, mạnh mẽ ủng hộ cho quan điểm của vấn đề này thì nó sẽ à, chấm dứt các cuộc tranh luận và tôi tin rằng là điều quan trọng là tất cả người dân Phần Lan cần phải à, à, có được một cái à, quyết định mà trong đó chúng tôi sẽ đưa ra cái quyết định và không cần phải trải qua một cuộc trưng cầu dân ý, bà Marine đã lên tiếng cho biết là sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu như mà à, chúng ta đứng bên ngoài NATO và Vladimir Putin đã cảnh báo rằng Phần Lan và Thụy Điển à, nếu mà gia nhập Liên minh NATO sẽ là một cái cuộc à, à, đối đầu với lại phía Nga và trong đó là sẽ đẩy cái việc chủ quyền của Phần Lan trở nên nguy hiểm hơn. Đây được xem là một trong những cái quan điểm mới nhất của Phần Lan ngay sau khi Nga mở cuộc tấn công vào Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay một nhà à, tài việt lưu vong của nga lên tiếng cho biết bước kế tiếp của putin là không những là à cuộc chiến ở Ukraine mà có thể kể cả các quốc gia vùng Baltic, ông ta đang ở trong chiến tranh với Hoa Kỳ và NATO. Đó là lời khẳng định của một nhà tài việt lưu vong của Nga. Người này có tên là Mikhail Khodorkovsky đã nói với lại đài truyền hình CNN là Vladimir Putin không phải chỉ muốn Ukraine mà đối đầu với NATO. Nhà lãnh đạo được xem là nhà tài việt lưu vong này nói rằng cái chiến dịch mà tuyên truyền cho thấy rằng Nga đang chuẩn bị tấn công vào các quốc gia thành viên của NATO ông Khodorkovsky nói rằng Putin đang chuẩn bị xâm chiếm các quốc gia vùng Baltic nếu như ông ta kết luận rằng ông ta không thể thắng được ở Ukraine. Nhà lãnh đạo, xin lỗi quý vị, nhà tài phiệt lưu vong này nói trong cuộc phỏng vấn mới nhất vào ngày Chủ nhật, bước kế tiếp của Vladimir Putin, à, cuộc chiến của Ukraine có thể sẽ nhắm vào các quốc gia ở vùng Baltic gồm có Estonia, Latvia và Lithuania. Chúng ta hiểu rằng ông trong đầu của ông ta Putin là cuộc chiến uh, cuộc chiến của ông ta không phải là ở Ukraine, ông ta đang mở cuộc chiến với Hoa Kỳ và liên minh NATO. Đây là một cái uh, mục tiêu của ông ta. Ông Khodorkovsky vốn là một uh, cựu tài phiệt, vốn đã duyệt xét việc mà rời khỏi Nga từ năm 2003 sau khi mà ông ta nói rằng là ông ta đã bị phía chính quyền của Putin đã có những cái hành động à, truy tố ông ta vào trong các cái tội ác về các cái tội về à, tài chính mà ông ta cho rằng là có lý do chính trị để tìm cách à, cầm tù ông trong vòng 5 năm à, 9 năm và ông đã được trả tự do năm 2013 và bây giờ thì ông ta đã sống ở bên ngoài nước Nga chiến dịch tuyên truyền của ông ta là rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị cho cái xã hội của Nga để tấn công vào các quốc gia của NATO. Họ đã nói rất nhiều về điều này và tôi nghĩ rằng Nga đang chuẩn bị cái tâm lý của người dân trước khi mà họ mở cuộc chiến này nhắm vào các quốc gia ở vùng Baltic. Đó là một trong những lời nhận định của nhà tài phiệt Lưu vong của Nga. Cô một lượt, trong ngày hôm nay thì cựu thủy quân lục chiến Reed đã chấm dứt cuộc tuyệt thực tại Nga, à, theo tường trình cho biết. À, Trevor Reed, một trong những cựu thủy quân, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đang bị cầm tù tại Nga, đã chấm dứt cuộc tuyệt thực của anh sau khi mà anh đã được đối xử bằng cách cho phép anh được tiếp cận các cái vấn đề y tế trong nhà tù. Phía cơ quan truyền thông của Nga đã loan báo vào ngày thứ hai chỉ ra cho thấy và có sự xác nhận của luật sư anh ta. Năm nay 30 tuổi đến từ Texas, anh đã bị kết án 9 năm tù sau khi mà anh đã gây nguy hiểm cho ít nhất là hai cảnh sát của Nga trong một vụ xây rượu khi mà anh viếng thăm Moscow năm 2019. Anh bác bỏ tất cả những truy tố này và gọi đây là một cái hành động gọi là có động cơ à, tư thù riêng anh Reed và cha mẹ của anh ta tuần trước cũng đã gặp gỡ với lại ông joe biden trong việc mà anh đã mở cuộc tiệc thuật để phản đối cái chính sách về y tế trong nhà tù của nga đối với anh và trong tuần lễ này thì bản tin mới nhất cho biết là anh đã chấm dứt cuộc tiệc thuật sau khi mà nga đã đáp ứng một số yêu cầu và cung cấp cái dịch vụ y tế cho anh ở trong nhà tù đây được xem là một trong những cái trở ngại lớn trong chính sách của ông, Vlad, ông joe biden đối với vladimir putin mà trong đó cha mẹ của anh này đã nhiều lần tính ca yêu cầu ông Joe Biden là can thiệp để cho anh được trả tự do trở về nhà. Anh đã xây rụ và có những hành động gây nguy hiểm, tức là đã có hành động tấn công với cảnh sát Nga và bị kết án 9 năm tù. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nga và Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trở lại phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang West Virginia cho biết là ông Joe Biden chính sách năng lượng của ông ta đặt nước Mỹ ở sau cùng và đặt ưu tiên cho nước Nga. À, được xem là một trong những bộ trưởng tư pháp nổi tiếng của Hoa Kỳ ở à, đại diện ở tại tiểu bang Virginia, ông Patrick Morrissey trong ngày chủ nhật lên tiếng và cáo buộc chính quyền của Joe Biden đã đẩy cái chính sách năng lượng của người dân Hoa Kỳ vào cái vị thế cuối cùng đứng sau nước Nga giờ lúc mà Nga đang xâm lăng Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trong cái chương trình Fox News, ông Morrissey đã lên tiếng và cáo buộc ông Joe Biden là đã à, cố tình là, là cố tình ưu tiên cho nước Nga. Những gì mà chúng ta nhìn thấy ông ta ưu tiên cho nước Nga trước và người dân Hoa Kỳ bị đặt vào sau cùng. Quý vị đã thấy được ông ta đã hủy bỏ ống dẫn đầu dẫn dầu Keystone Pipeline. Quý vị đã nhìn thấy được ông ta đã, đã à, tôn trọng tất cả bản ghi nhớ, nghi, nghiêm cấm khai thác tất cả dầu khí và than đá ở tại Hoa Kỳ và quý vị nhìn thấy được ông ta đã thúc đẩy và đã có một cái à, niềm tin mù quáng vào cái chính sách về à, khí hậu toàn cầu của ông ta và cuối cùng những cái này đã dẫn tới việc mà ông ta ưu tiên cho những quốc gia ngoại quốc trước và giờ đây ông ta đã nhìn thấy được cái sự lạm phát và giá xăng lên ngất trời và đó là cái hậu quả do chính sách của ông ta gây ra và ông Joe Biden đã đưa ra một quyết định và quý vị thấy rõ ràng là không hề đặt cái an toàn năng lượng của người dân Hoa Kỳ lên hàng đầu. Ông ta vẫn ưu tiên cho những cái chính sách này và quý vị nhìn thấy được cái sự vô đạo đức của ông ta khi mà ông ta đã không có ngăn cản và không có cấm vận cái ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline 2 vốn đã bị cấm vận dưới thời của Tổng thống Trump trước đây Tuy nhiên ông ta lại tháo gỡ lệnh cấm vận cho các công ty của Đức và của Pháp với danh nghĩa vì họ là đồng minh và vì à, Bộ trưởng Tư pháp này đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cái Ủy à, ban kiểm soát thị trường và chứng khoán của Hoa Kỳ à, khi mà các công ty à, yêu cầu các công ty mà muốn lên thị trường chứng khoán là phải có những cái báo cáo về cái à, nguồn gọi là vi phạm về à, tiêu chuẩn của môi sinh trên toàn cầu sẽ ngăn cản và không cho phép các công ty này lên thị trường chứng khoán đây là một điều nguy hiểm khi mà sec đã trở thành một cái nơi mà được xem là chính trị hóa và đưa những cái nghị trình về à, cực tả vào trong cái quy tắc của cơ quan sec tức là cơ quan giám sát thị trường chứng khoán trước đó thì cơ quan này đã có ý định đưa ra là buộc các công ty phải báo cáo về cái tình trạng gây ô nhiễm của mình trước khi họ lên thị trường chứng khoán, đây là một trong những chính sách cực tả nhằm cản trở rất nhiều những hoạt động thương mại của Hoa Kỳ và cuối cùng Hoa Kỳ đã bị tổn thương kinh tế theo lời của ông Morrissey đã cho đưa ra cho biết như trên đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay lại một lần nữa bà Nikki Haley đã lên tiếng chỉ trích chính quyền của Joe Biden chi phí quá nhiều đã gây nguy hiểm cho cái tương lai về cái an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc bà Nikki Haley đã lên tiếng và chỉ trích ông Joe Biden và đảng Dân Chủ của ông ta đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi mà họ chi quá nhiều tài, tài chánh cho những cái đối tác của họ trên toàn cầu. Bà Holly trong quan điểm được đưa ra vào ngày thứ hai trong truyền hình Fox trong đó nói rằng 5 5.800 tỷ Mỹ kim ngân sách trong thời gian gần đây à, bao gồm 1.500 tỷ Mỹ kim để mà à, chi phí cho cái à, à, chính phủ của ông ta là một thông điệp cho thấy người dân Hoa Kỳ đã không biết được là cái tình trạng tài chính này sẽ nguy hiểm rất nhiều cho cái an ninh quốc gia và những gì chúng ta nhìn thấy là dấu hiệu cho thấy đây là tình trạng rất tai hại và Nga thì xâm lấn Ukraine đe dọa về vũ khí nguyên tử, Trung Quốc thì đang tìm cách thống trị thế giới. Tuy nhiên, chính quyền của Joe Biden lại chi tiền rất là nhiều cho cái vấn đề gọi là khí hậu toàn cầu trong đó lại giảm đi tất cả những cái hoạt động quân sự của chúng ta và điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc phòng khi mà giới hạn tất cả các hoạt động bảo vệ cho an ninh tổ quốc đó là lời phát biểu của bà Holly, vốn là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, bà đã chỉ trích mạnh mẽ cái kế hoạch che giấu của ông Joe Biden trong vấn đề mà ông ta thúc đẩy những vấn đề xã hội trong đó bao gồm luôn cả việc mà ông ta phá hủy cơ hội của các trẻ em và các cháu của chúng ta khi mà ông ta đã thúc đẩy cái mức thuế 2.500 tỷ Mỹ kim tăng lên để mà à, vung đắp cho cái quần máy công trình của ông ta, bà chỉ ra cho thấy rằng là có rất nhiều những cái chi phí vô lý đã bị chính quyền cho bên tiêu xài một cách là vô lý và điều này dẫn tới cái ngân sách quốc gia đã bị thâm hụt và cái nợ rần của quốc gia đã lên cao hơn. Đây là lời chỉ trích mới nhất của bà cựu đại sứ Hoa Kỳ tại à, Liên quốc và cũng là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, à, cái quỹ ban tại thượng viện chuẩn bị để bỏ phiếu để à, trong cái việc đề cử bà Jason vào chức chánh à, án của tối cao pháp viện các thành viên của đảng dân chủ đã bắt đầu có một cái chiến dịch thúc đẩy việc bỏ phiếu trên sàn thượng viện vào ngày thứ hai để mà xác nhận bà Katachi Brown Jason trở thành người phụ nữ đầu tiên trong tối cao pháp viện vào trước cuối tuần này. À, Quỹ ban về tà tư pháp của Thượng viện đã khởi động vào ngày thứ hai, trong đó là sẽ bỏ phiếu để à, bắt đầu chính thức xác nhận bà này trong vai trò chánh án. Và các thành viên đã Dân Chủ à, cho biết rằng là mặc dù có 50-50 thì lá phiếu cuối cùng vẫn là lá phiếu của bà phó tổng thống của ông Joe Biden để chọn người thay thế cho vị chánh án đã về hưu là Stephen Breyer và sau gần 30 giờ ra điều trần và sự phản đối gây gắt của đảng Cộng hòa trong cái record thì bà Jason đã bắt đầu trở thành một trong những người phụ nữ thứ ba chánh án đầu tiên nằm trong tối cao pháp viện và nằm trong sáu người phụ nữ nằm trong cái hệ thống tòa án của liên bang trong vòng 200 năm qua À, đây là những phụ nữ như quý vị gốc da đen và tòa án liên bang, tòa án liên bang khác với tòa án tiểu bang và trên toàn tà, trên toàn quốc Hoa Kỳ trong 200 năm qua thì giữ chức chánh án của tòa án liên bang và kể cả tối cao pháp viện là tổng cộng có 6 phụ nữ à, chủ tịch của Ủy ban tư pháp tại thượng viện là thượng nghị sĩ Dick Durbin đảng dân chủ cho biết vào ngày thứ năm là sẽ thúc đẩy trong 4 ngày điều trần và đưa ra bằng chứng để cho và để ra bỏ phiếu sớm và cuộc bỏ phiếu đã diễn đã bị bế tắc vào ngày thứ hai với 11 trên 11 có nghĩa là đảng Dân Chủ cần phải có thêm những cái giờ tiếp tục ở trên sàn thượng viện để tiếp tục thúc đẩy cái việc đề cử bà này trước quỹ ban. Đây được xem là một trong những cái cuộc tranh luận gây gắt giữa phía đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Hầu hết phía đảng Cộng Hòa đều phản đối sự đề cử bà này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump đã đề cử bà Sarah Palin trong cái việc mà bà ra tranh cử chức dân biểu quốc hội. 48 giờ sau khi mà bà Sarah Palin tuyên bố rằng bà sẽ ra tranh cử trong một bầu cử đặc biệt tại Alaska để thay thế cho dân biểu Don Young, Alaska vốn đã bất ngờ qua đời, thì bà đã nhận được cái sự đề cử của cựu Tổng thống Donald Trump với lời lẽ rất mạnh mẽ từ cái chương trình Save America Political Action Committee, ông Trump đã lên tiếng và nói rằng bà Pauling là một chiến binh thật sự cho người dân Hoa Kỳ và đặt Hoa Kỳ lên trên hết và bà được xem là một nhà vô địch về chính sách và đặc biệt là các cái chính sách về năng lượng và cũng như là tạo ra việc làm cho người dân Alaska và tạo ra một cái kết quả tốt cho người dân Alaska. Sara có thể sẽ gây sự sốt rất là nhiều và bà đã nhận được cái sự uh, endorse của tôi trước đây năm 2016 và chúng ta đã thắng lớn. Nên giờ đây chúng ta quay lại và bà ta là một trong những thống đốc rất nổi tiếng bởi vì bà ta đã chống lại cái chế độ tham nhũng của tiểu bang và cái đám uh, truyền thông tin giả ông trump đã lên tiếng cho biết như trên ông đã lên tiếng và nói rằng ông rất ủng hộ cho bà sarah Palin và hy vọng rằng bà sẽ thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt này alaska sẽ có cuộc bầu cử đặc biệt cho vị trí dân biểu của liên bang sau khi mà dân biểu don dân đã bất ngờ qua đời và bây giờ thì uh, uh, bà sarah Palin đã tuyên bố sẽ ra tranh cử chức vụ này đây được xem là một trong những cái biến cố mà mà à, phía đảng dân chủ e ngại bởi vì lại có thêm những nhân vật cứng rắn sẽ tham gia vào cái à, hạ viện khiến cho đảng dân chủ càng thấy à, càng thấy lúng túng hơn nếu phải đối diện với sarah Polling đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay joe Biden đã bắt đầu phải à, vuốt ve các tài xế xe truck sau khi có cuộc biểu tình và tách thức về cuộc à, về cái gọi là lạm phát và cái à, thiếu hụt nguyên liệu cũng như là cái ngành vận chuyển trở nên quan trọng hơn Ông Biden sẽ cung cấp về chi tiết về cái chiến lược của ông ta để thúc đẩy thêm những cái tài xế xe trước trong lúc mà à, Hoa Kỳ đang bị thiếu hụt trầm trọng các tài xế này trong đó, ông ta hy vọng rằng các cựu chiến binh vừa rời khỏi quân ngũ có thể tham gia vào lực lượng lái xe trước trên toàn quốc trong một bản statement đưa ra và ông nói rằng ông Jordan sẽ tham gia cùng với lại bộ trưởng giao thông vận tải là Pic Potgi để và đưa ra một cái lộ trình nhằm có thể thu hút thêm nhiều người vào cái ngành lái xe trực trên toàn quốc. Hiện nay thì do vấn đề thiếu hụt cái nguồn cung cấp và cái giá cả xăng dầu lên cao cũng như là cái chính sách khó khăn của chính quyền Joe Biden dành cho ngành xe truất đã khiến cho nhiều tài xế xe đất phải bỏ nghề và không muốn theo tiếp tục cái nghề sau khi mà họ bị họ cho rằng là những cái hành động được xem là buộc chích chủng ngừa cho tới việc mà giá cả cao và những cái quy tắc khó khăn của Bộ Giao thông Vận tải. Nay Joe Biden đã phải nhượng bộ và trong một cái cuộc gặp gỡ với Big Petty, ông ta cho biết là sẽ mở ra thêm các cái chương trình đào tạo các tài xế xe trước cho giới cựu chiến binh của Hoa Kỳ để tăng cường cái lực lượng của các tài xế lái xe trước trên toàn tiểu bang sau trên toàn quốc sau khi mà các tài xế xe trượt đã phản đối những chính sách cực tả của ông ta đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới ông Joe Biden và gia đình của ông ta Hunter Biden đã bí mật nộp và chi trả hàng tháng lên tới 30.000 Mỹ Kim cho à, cái gọi là Malibu Mansion. Bản tin mới nhất cho biết là cơ quan mật vụ đã chi tiết, à, đã chi tiết hóa về việc bảo vệ cho Hunter Biden và họ đã chi trả khoảng 30.000 Mỹ Kim mỗi tháng cho một cái à, việc mướn một cái à, căn hộ ở tại Malibu, ở, Man, à, ở Mansion theo tường trình của đài ABC cho biết và con trai vị cựu tổng thống này đã chi biết cho biết là đã phải trả khoảng 20.000 một tháng cho việc mướn một cái căn hộ quan trọng ở đây và lực lượng uh, secret agent tức là lực lượng mật vụ là phải chi thêm tiền để mà bảo vệ cho tất cả những cái tài sản này và phía lực, lực lượng mật vụ cho biết là họ được trả tiền là bởi tiền thuế của người dân nhưng trong trường hợp này họ lại chi trả tiền để bảo vệ cho một cái tài sản mà ông hunter biden đã mướn ở malibu cuộc sống sang trọng của ông ta đã là cái mối à, gọi là quan tâm của giới truyền thông và đặc biệt là cuộc điều tra của chính quyền liên bang về những cái à, thương mại và kể cả cái việc lẩn tránh thuế của ông ta. Tờ à, năm 2020, tờ New York Post đã báo cáo về cái laptop của ông ta nhưng đã bị ngăn chặn bởi cái giới truyền thông và lúc đó họ đang hỗ trợ cho ông Joe Biden và nay thì cái à, căn hộ à, pha, khá, gọi là rất là quan trọng tức là một cái căn chung cư sang trọng ở Malibu có bốn phòng ngủ ba phòng tắm và được xem là theo cái kiểu của các khách sạn sang trọng và có một cái nhà bếp mở rộng plan và với có cả người đầu bếp, người Pháp nấu nướng cho ông ta và tổng cộng cái căn chung cư này. Ông ta chi ra khoảng 20.000 Mỹ Kim một tháng và lực lượng mật vụ của Hoa Kỳ. Trong trách nhiệm bảo vệ con của Tổng thống, họ phải chi thêm tiền. Để bảo vệ cho cái uh, chung cư sang trọng này của ông Hunter Biden Và tổng cộng là cái số tiền chi ra gần 30.000 Mỹ Kim một tháng Để ông ta có thể sống một cuộc sống sang trọng Ở cái căn uh, chung cư sang trọng ở biển Malibu, California Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Trong khi đó thì... Uh... Từ nước úc cho biết là ít nhất là có một cái câu hỏi đặt về tình trạng một thừa cựu thượng nghị sĩ của của úc đã có mối quan hệ và đại diện cho công ty huawei. Bản tin mới nhất cho biết, cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang phía Nam của Úc là South Australian có tên là Nick Stenophon đã phải ra bảo vệ về những công việc trước đó của ông ta trong vấn đề pháp lý khi ông ta đại diện cho công ty Huawei. Ông Stefano loan báo trong tuần này ông ta có thể sẽ ra tranh cử chức thượng nghị sĩ một lần nữa nhắm vào một đồng nghiệp của ông ta trước đây là Rex Patrick người đã thay thế vị trí của ông ta là trong cuộc bầu cử năm 2017 và trong đó thì ông Senator Davis người đã có hợp đồng với công ty Huawei và cung cấp tất cả những vấn đề pháp lý cho công ty Huawei và việc này đã bị báo chí Úc phanh phui và bây giờ ông ta lên tiếng và nói rằng Công ty Huawei đã không có đã được vui lắm khi mà họ bị ban cấm cái mạng phát triển mạng lưới 5G tại úc từ năm 2018 sau khi có những lo ngại về an ninh và tới tháng ngày 3 tới tháng 4 thì ông này lên tiếng nói rằng công ty Huawei Australia là một cái cơ sở riêng biệt với công ty mẹ ở trung quốc và chỉ ra cho thấy là họ có cái hội đồng quản trị riêng không dính dáng tới cái hội đồng quản trị ở tại Trung Quốc. Tuy nhiên, công ty này vẫn là cái press của Trung Quốc tức là từ công ty Huawei và ông ta lên tiếng giải thích rằng về việc đại diện pháp lý cho công ty Huawei và đang bị báo chí của, của của Úc chỉ trích khá mạnh mẽ. Đây được xem là một trong những cái nhân vật của Đảng Lao động và trong đó bao gồm luôn cả một số thành phần của Đảng Lao động đã nhận rất nhiều những cái mối quan hệ với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Kerry Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố là sẽ không ra tái tranh cử chức hành chánh trưởng quan của Hồng Kông trong nhiệm kỳ kế tiếp. Sau 5 năm bà này ngồi ghế và bà ta cho rằng bà ta rất mệt mỏi bởi vì các cuộc hỗn loạn tại Hồng Kông. Lãnh đạo của Hồng Kông tức là hành chánh trưởng quan bà Kerry Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong ngày thứ hai tuyên bố bà ta sẽ không tìm kiếm một cái nhiệm kỳ thứ hai sau 5 năm mà nó gây ra hỗn loạn dưới cái quyền cai trị của bà ta và bà ta thúc đẩy bà ta phải từ chức và bà ta đã tiếp tay với nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong việc mà dập tắt tất cả các cuộc biểu tình của Hồng Kông nhân danh cái đại dịch và trong đó gần như là phá hủy toàn bộ cái hệ thống y tế của Hồng Kông. Bà này đã thay thế cho ông Lâm Chấn Anh trước đây sau khi mà ông Lâm Chấn Anh phải đối diện với cuộc biểu tình dù vàng năm 2014 và tới năm 2019 thì Hồng Kông lại rơi vào một cái cuộc biểu tình rất lớn liên tục cho tới cuối năm trước khi đại dịch bùng nổ và cuộc biểu tình này là đòi hỏi bà ta phải từ chức bởi vì bà ta đã có một thái độ thiên vị với lại cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là trở thành công cụ của cộng sản Trung Quốc và năm nay 64 tuổi bà ta tuyên bố rằng bà Toa sẽ về hưu và sẽ không tiếp tục tái tranh cử vào chức hành tránh trưởng quan của Hồng Kông như vậy thì Bắc Đinh Kinh sẽ chỉ định một số người khác để cho 1.200 người đại diện cho dân Hồng Kông ở trong cái, cái, cái hội đồng mà do Bắc Kinh chọn ra để chọn một người đại diện cho họ tuy nhiên thì việc Bắc Kinh chỉ định là những nhân vật được xem là công cụ chính thức của nhà nước cộng sản Trung Quốc ở tại Hồng Kông đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương. Và trước khi bước qua phần tin Việt Nam là tình trạng à, khủng hoảng đã xảy ra tại Sri Lanka, tức là khiến cho thị trường chứng khoán phải đóng cửa sau khi mất 5.9%. Sri Lanka được xem là quốc gia nằm trong một vành đai một con đường của Cộng sản Trung Quốc và toàn bộ cái uh, nội các của họ, các bộ trưởng đã từ chức sau khi có hàng loạt các cuộc biểu tình chống lại cái, cái cơn khủng hoảng kinh tế và sự lệ thuộc của họ vào Trung Quốc. Và điều này đã khiến cho thị trường chứng khoán của Sri Lanka giảm 5.9% buộc lòng họ phải ngưng lại các cuộc giao dịch vào ngày thứ hai theo tường trình của hãng AFP nội các của sri lanka gần như là những kẻ đứng hẳn về cái chính sách gọi là ủng hộ cho một vành đai một con đường của cộng sản trung quốc điều này đã dẫn tới sự bất mãn của công chúng và dẫn tới một hậu quả nền kinh tế của sri lanka đã bị rút ruột qua trung quốc và tạo ra một cơn khủng hoảng lớn và không có việc làm cũng như là kinh tế eo à buộc giữa lúc mà các cái hạ tầng cơ sở quan trọng lại nằm trong tay của nhà thầu trung quốc điều này dẫn tới việc dân chúng đã xuống đường biểu tình và kết quả là toàn bộ nội các của Sri Lanka phải từ chức ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Họ đã bị mất đi khoảng 5.9% tổng số điểm và cái nguồn tài chính ở trên thị trường khiến cho thị trường đã phải đóng cửa vào ngày thứ hai ngày hôm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Tích Lan và khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay cũng liên quan tới tình hình chứng khoán của Việt Nam một trong những công ty từng đấu thầu thành công trong cái dự án lô đất ở Thủ Thiêm và sau đó phải trả về vì đã không có tiền nộp theo yêu cầu của chính quyền cộng sản. Nay họ phải hủy đợt phát hành trái phiếu hơn 10.000 tỷ đồng, đó là công ty Tân Hoàng Minh quỹ ban chứng khoán của cộng sản việt nam đã hủy đợt chính phát hành trái phiếu của công ty hưng tân hoàng minh bởi vì họ bị cáo buộc là che giấu công công bố tất cả những cái tin sai sự thật cả ba thành viên của tập đoàn này gồm có công ty đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty cung điện mùa đông và công ty cổ phần đầu tư dịch vụ khách sạn Sole đã thực hiện 9 lần rao bán tất cả những cái cổ phiếu của họ để huy động vốn lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc này đã bị ngưng lại và bị thị trường chứng khoán của Cộng sản ngưng lại bởi vì cho rằng công ty này đã có những cái uh, giao dịch trái phép bao gồm luôn cả những cái việc mà giao dịch về nhà cửa cũng như là có những cái tòa uh, tung ra những cái tin đồn thổi tầm uh, gây uh, uh, gây gọi là gây uh, xáo trộn trong thị trường chứng khoán và công ty này vốn là công ty đã từng trúng thầu trong các cái lô đất ở tại Thủ Thiêm nhưng rồi phải trả lại bởi vì không có tiền nộp vào trong cái uh, yêu cầu của cộng sản về cái tiền cọc và họ phải bỏ cọc đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, tình hình đại dịch hậu đại dịch đã tác động lớn tới giới tiểu thương tại Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn. Hàng loạt tất cả các cái uh, cơ sở tiểu thương bán sĩ và bán lẻ đều đóng cửa bởi vì đã không buôn bán được và ế ẩm và gần như là 500 cái uh, sạp hoạt động ở tại chợ Bến Thành đã hoặc à, đã, ngưng hoạt động bởi vì họ không có khách hàng tới mua và tình trạng đại dịch đã là một cái tác hại rất lớn và nó là cái dấu hiệu cho thấy Việt Nam đã chính thức bước vào cơn khủng hoảng kinh tế. Việc này cho thấy rằng là các cái chợ từ chợ Bến Thành cho tới chợ An Đông và một số những ngôi chợ khác, các cơ sở tuổi tiểu thương tức là các chủ nhân các cái sạp tại đây đã phải bỏ của chạy lấy người và gần như đóng cửa hoàn toàn không thể buôn bán tiếp tục bởi vì thứ nhất là không có đủ nguồn hàng cung cấp, thứ hai là do tình trạng của đại dịch và thứ ba là người dân cũng không còn đủ tiền để mua sắm dẫn tới việc mà họ đóng cửa hàng loạt từ các ngôi chợ từ chợ an đông cho tới chợ bến thành việc này đã cho thấy rằng là cái tác động về khủng hoảng kinh tế đã bắt đầu xảy ra sau cái gọi là cái cơn chấn động về đại dịch bùng nổ tại việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, xin lỗi quý vị à, cho, cho tôi một giây tôi sẽ trở lại bản tin à, là liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay đó là việc mà Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu gia tăng siết chặt thị trường địa ốc đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay à, trong cái bản tin mới nhất tờ Tuổi Trẻ đưa lên cho thấy rằng là với cái tình trạng mà Cộng sản Việt Nam đang có những cái xu hướng gọi là, là tìm kiếm những cái à, tìm kiếm những cái à, bằng chứng về những cái trò thổi giá đất đai ở khắp các nơi từ ở phía bắc của việt nam cho tới phía nam các công ty lần lượt đã bắt đầu phải ra trình diện trước công an về các cái việc mà gọi là cố tình nâng giá và thổi giá lên trong cái việc mà gọi là giá địa ốc tại Việt Nam. Điều này đã khiến cho phía Tô Ân Sô, một trong những nhân vật được xem là phát ngôn viên của Bộ Công an lên tiếng và nói rằng hiện nay công an đang rà soát tất cả những cái lô đất chia lô bán nền và kể cả những cái vùng đất công được phân phối để mà phát triển về thương nghiệp nhưng đã bị lén lút chia lô bán nền và bây giờ thì đang được điều tra toàn diện đây được xem là lúc mà đà, ngành địa ốc của Việt Nam đang bị soi đèn và có thể sẽ dẫn tới một cái hậu quả là các đại gia bắt đầu lâm vào tình trạng khó khăn bởi vì đã ở Việt Nam đại gia lớn à, làm giàu nhanh nhờ ngành địa, ngành địa ốc nay địa ốc đã bị soi đèn bởi lực lượng công an đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi. Trong chương trình Hilton Nhật Ký, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.